Bóng chân bắt tám là tiếp tục bộ đơn kết thứ hai. Bóng chân bắt tám xin chào tất cả mọi người, và hiện tại em đang có mặt tại giải bóng chuyền lễ hội mùng 2 tháng 9 xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm 2024. Và trận tứ kết thứ hai giữa thôn Trung Tâm và thôn Sen Đông. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy giữa thôn Trung Tâm có cặp đôi cầu mờ đến từ mảnh đất Nghệ Tĩnh, đó là Mỏ Hồng và Thái Nguyên. Đại diện cho mảnh đất Nghệ Tĩnh tham dự giải bóng chuyền nam lễ hội mùng 2 tháng 9 xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm nay. Thôn Trung Tâm sẽ ra quân với trang phục áo màu xanh, còn Sen Đông sẽ là màu xanh vàng. Mọi người đi qua cho em xin một lượt like, một lượt thích trang và một lượt chia sẻ cho mọi người. Bóng chuyền 38 là một trang hoàn toàn mới và cũng là người con gái đầu tiên đi live bóng chuyền hồi làng. Sẽ có nhiều sự bỡ ngỡ như là có nhiều sự thiếu sót, nên là em cũng mong mọi người góp ý và hoan hỉ bỏ qua nếu mà có sự sai sót nhá. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Đây sẽ là trận tứ kết thứ hai và kết thúc của buổi sáng ngày hôm nay. Mời hai đội khởi động tên lưới ở vị trí số 4. Trời càng dần càng nắng nhưng mà cổ động viên về tại sân thì rất là đông. Mọi người có biết ngoài binh của tên ngoài binh của Sen Đông không mọi người? Ngoài binh của Sen Đông thì mình không rõ ngoài binh của Sen Đông. Đây là màn khởi động của Thái Bá Nguyên. Và bây giờ sẽ là màn khởi động lưới của cả hai đội. Chào tất cả mọi người nhá. Ở gần đường 1 nữa nên là cái bốc hơi của cái đường nhựa ấy nó rất là nóng. Đây là màn khởi động của Mỏ Thái Nguyên. Đó đó, cái bạc tiền bạc đó được mà mặt lắm. Số 1 sẽ là Minh hả? Ban khởi động của bạc Thái Nguyên. Đó là màn khởi động của Thuần. Mình chỉ biết tên vậy thôi chứ tên đếm thì không biết mọi người nhá. Số 7 là Quang Minh, số 1 là Minh, số 6 là Lời, số 5 là Thuần, 15 là Mỏ. Nắng quá.
Dạ. Mỏ không? Đó là Thái và Nguyên, Nguyên ba đùi. Mọi người đi qua cho em xin một lượt like, một lượt thích ca, một lượt chia sẻ nhé. Đây sẽ là màn khởi động của mỏ. Tâm đã là ơi, nóng 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 lắm mọi người, cái nóng chói chang của mảnh đất Quảng Bình. Đây là mỏ chưa được. Thái Nguyên, đây là cặp đôi comer đến từ mảnh đất Nghệ Tĩnh. Phải nói là trời nắng nhưng mà trận này khán giả đến rất là đông. Chiều hôm nay sẽ diễn ra hai trận tứ kết nữa vào lúc 14 giờ. Sẽ trận tứ kết thứ 3. Là màn khởi động của mỏ. Mỏng bay đi đâu thì không biết. Đấy là mỏ. Mỏ đánh phát mà bóng đi đâu bây giờ mới lấy lại được. Mọi người đi qua cho em xin một lượt thích ca, một lượt chia sẻ nhé. Alo, Tàu Đăng Lam nhá. Tàu Đăng Lam miếng cho Tàu Đăng Lái à nhá. Tàu Đăng Lam này đã đôi đúng rồi mọi người à, cho em xin một lượt like, một lượt thích trang và một lượt chia sẻ nha mọi người. Không, nhiều khi bị quá khích anh nên là nhiều khi em hét hơi lớn, mọi người thông cảm nhá.
Không thịt được đâu mọi người à, các bạn ấy cũng như con người làm sao mà thịt được. Và sẽ là trận đấu tứ kết thứ hai giữa thôn Trung Tân và xã Sen à, và thôn Sen Đông ra quân với trang phục màu xanh vàng. Ở gần màn hình của các bạn sẽ là thôn Sen Đông và bên kia chiến tuyến với trang phục màu xanh sẽ là thôn Trung Tân. Ở tứ kết thứ nhất thì thôn xóm Đồn đã chiến thắng trước thôn cái thôn mà em nói là đọc tên em không dám đọc nhanh luôn. Tứ kết thứ nhất thì thôn xóm Đồn đã chiến thắng trước thôn Nồm Bớt với tỷ số 3-0. Chúc mừng thôn xóm Đồn đã là xóm ghi tên mình đầu tiên vào trận bán kết ngày mai. Em đọc tên mà em không dám đọc nhanh, em sẽ đọc lộn đấy mọi người. Điều khiển trường hôm nay là hai ông gái trong giải 1 Trương Quang Đình. Giải này là giải bóng chuyền nam lễ hội ngày 2 tháng 9 của xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Hoàng Sứ ơi, các bạn chú ý kén gì? Không qua mà kén gì hả? Chúng ta sẽ dễ nhìn thấy đó là cặp đôi đại diện cho mảnh đất nghề tĩnh Mỏ Hồng và Thái Bóng Nguyên đang ở trên sân với ở khu vực các mái nhà cao tầng cũng đã có mặt để xem trực tiếp trận đấu này, trận đấu của những ngôi sao hàng đầu giải đấu. Ở bên kia đây mình vẫn kết quả ngôi cổ động viên của chủ này đây mọi người. Chủ này ngôi rất là một góc rất là chiêu để cổ vũ cho tất cả các đội. Và đây là đội hình của ra quân của Sen Đông. Sen Đông thì các bạn biết tên cầu thủ thì có thể inbox cho mình nhé, chứ mình không biết tên cầu thủ, mình chỉ là tên và đọc số thôi. Xin giới thiệu đội hình xuất sắc của đội tuyển thôn Trung Tân như sau: Trung An Nguyên ở cầm đầu, đội hình của hai phần là chia tay là sân ba các bạn sáng cũng là những cái thì rất và bên kia chúng ta là thấy đội hình của thôn Trung Tân một năm rồi ở cầm đầu, cầm đầu Nguyên ở cầm một. Xin mời các cầu thủ đội qua lưng về phía ban tổ chức. Đội hình thôn Sơn Đông 18 này lửa hiệp đấu thứ nhất thì thôn Trung Tân là đội được phản bóng. Vâng, xin chào Hoàng Long, xin chào tất cả 290 anh em đang có mặt ở trên live của huấn luyện viên chúng ta qua buổi đại đại diện trực tiếp của quý vị và các bạn ở trên huấn luyện viên cả đội tuyển chúng ta chia sẻ cho huấn luyện viên chúng ta qua buổi live trực tiếp hôm nay. Dạ em vẫn có dư tôi đi nhưng mà em chưa like anh ơi. Em đang like trên fanpage nhá. Đâu mà chưa đứng khó. Hai đôi chúng ta
nhu bản cấp 4 cũng được. Ok, ô hỏi chung chí. Anh đầy hồ gái xin ngon quá. Anh đừng xem là dùng cái sớm của giải đấu năm nay. Dạ, em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Ở một giải trước khi hai đội đã gặp nhau. Đội đầu tiên của thôn Trung Tân điểm cho Sen Đông 1-0. Đó là pha phạt bóng ra ngoài của Thái Nguyên. Bỏ hồng. Hai chắn nhưng không để được ra. Bỏ hồng ghi điểm. Bỏ đều. Các ghi điểm của Mỏ đổi điểm cho Trung Tân 1 đều. Kim chủ tài khoản lên đi thì Trung Tân vâng, một tốt của số 11, biến 2 của số 8. Đó là pha ghi điểm của từ số 8, từ biến 2 điểm cho Sen Đông 2-1. Truy cản được pha tập bóng của Trương Hòa. Tuy nhiên Trương Hòa đã có pha ghi điểm và ghi điểm cuối cùng 2-1. Bước một tốt của Thái Nguyên sẽ là Mỏ. Từ biên 4 điểm cho Trung Tân 2 đều. Bên kia chiến tuyến này là cặp đôi đến từ mảnh đất Nghệ Tĩnh, Mỏ Hồng và Thái Nguyên, cặp đôi cầu mự. Lỗi phát bóng của Trung Tân, phát bóng không qua điểm cho Sen Đông 3-2. Ở mùa giải này Đặng Quang Minh thi đấu với vai trò là trung hải. Số 8 Trương Hòa. Dạ, ok anh. Sen Đông Trương Hòa phản bóng. Bước 1-2 của Thái Nguyên. Vẫn là Mỏ Hồng. Hai ghi điểm từ biên 2 của Mỏ. Điểm cho Trung Tân 3 đều. Có những điểm rất đẹp mắt. Và bây giờ người ta thường gọi là mỏ bịp phát bóng. Mạnh mẽ, uy lực và gây chấn động làm đồ đít đê. Dạ, Nghệ Tĩnh là ở Hà Tĩnh và Nghệ An ạ. Thì gọi là Nghệ Tĩnh trước là Nghệ Tĩnh nhưng mà giờ tách ra Nghệ An và Hà Tĩnh ạ. Mỏ phát bóng. Bước 1 tốt của số 11. Hai bóng ở trong sân và sẽ đánh lại quả này. Phát bóng. Dạ, em cảm ơn anh Nguyễn Văn Tuấn rất là nhiều nhé. Bước 1 chưa tốt của hai ghi điểm của Sen Đông. Điểm cho Sen Đông 4-3. Rất quyết tâm để có thể chiến thắng bằng cho cổ động viên của Sen Đông. Đánh xong nó về uống luôn chứ. Tốt. Vẫn là Thái Nguyên. Rất mạnh. Và đập bóng xuyên chắn của Thái Nguyên. Hai cái điểm của Thái Bóng Nguyên đổi điểm cho Trung Tân 4 đều. Và bây giờ trời bắt đầu là nắng dần, nắng lắm mọi người ơi. Của Trung Tân mà còn là em chào Cát Quỳ, chào Nguyễn Thanh, chào tất cả mọi người. Mọi người đi qua cho em xin một lượt like, một lượt thích trang và một lượt chia sẻ nha mọi người. Bóng truyền 38 là một cái hoàn toàn mới và cũng là con gái đi like bóng truyền 38 nên cũng sẽ có nhiều bỡ ngỡ và có nhiều thiếu sót, nên là cũng mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Điểm của Trung Tân 5-4. Ngoài hai cái đùi nữa thì còn sẽ thêm một cái đùi cùi. Sẽ là biên 4 thủ hay của Mỏ Hồng rồi, vẫn còn. Mỏ ơi! Đang còn. Và ghi điểm của Thái Bá Nguyên. Điểm cho Trung Tân 6-4. Mọi người ơi, đừng lắm, cũng phải đi. Số 5, Xuân Tuần. Số 5 mới là ở Sen Đông hả anh? Anh Thanh ơi, ở Sen Đông hả? Xuân Tuần. Đó là Xuân Tuần. Người ghi điểm đó là Xuân
hai cái điểm ở Xuân Sen Đông, 5, 6. Số 5 là Xuân Dần, số 8 là ba ghi điểm rất là mạnh của Thái Nguyên, điểm cho Trung Tâm 7, 5. Phút đầu tiên cả hai đội đang chơi ăn miếng và thả miếng. Bố mình không một tốt của tổng đội bóng ba ghi điểm lưới của giải Bá Nguyên, điểm cho Sen Đông 6, 7. Những cái tên này rất là dễ đọc, nhưng mà từ kết 1 mình đọc không dám đọc nhanh tên của các đội. Sợ bị đọc lộn đấy mọi người. Hôm nay thì con của các cầu Sen Đông đang với sự có mặt của Xuân Duân, Trương Hòa, Duân áo một con sơn. Vé vàng, cảm ơn sao vàng rất là nhiều, cảm ơn thầy nhá. Văn Sơn là một trong những tài năng trẻ của bóng truyền sáng lên duy. Thái Nguyên, Thái Nguyên hai điểm cho Trung Tâm 8, 6. Hai giáo viên ở trong trận đấu này đó là anh Lê Văn Tính và anh Lê Hữu Hiếu. Chắc là phải cho xích lên mọi người ơi, vì ché mắt ô của bảng kiếm. Xuân Dồn rất mạnh, Xuân Dồn cơ hội dành cho Sen Đông vẫn là Xuân Duân. Trung Hoa vẫn bóng ở đầu sân, điểm cho Sen Đông 7-8. Bóng ở ngay trên tôi 7-8. Mình sẽ nâng cái này lên một tí, chém mất, chứng tỏ là đây là một trận siêu điện của giải đấu năm nay. Chủ đồng chí ơi, ở trong đội của cả hai đội có những có cái nhu cầu lớn, nhu cầu đồng đều và chất lượng cùng với đó là những ok nha mọi người, như thế này sẽ ổn hơn, không bị mắc ô của bảng kia nữa. Lội phạt bóng ra ngoài, điểm cho Trung Tâm 98, xin lỗi mọi người nha, 98. À 97. À. Đâu 97. 98 để nguyên 97. Vâng, xin chào. Gần 450 người xem đang có. Mày ơi sao mọi người, em phải zoom lại cho mọi người nha, không xa được đâu mọi người ơi. Nhiều nữa để đồng viên cho để kết chương trình. Cái vạch của sân này nó vào một đoàn đấy. Đồng hành với huấn luyện viên để cổ vũ cho hai đội bóng hàng đầu của giải bóng chuyền năm nay. Ok chưa mọi người? Như thế này là được chưa ạ? Cơ điểm cho một trận đông 89. Thế này đi, được chưa? 89 cho Sen Đông. Như thế này được chưa mọi người? Sẽ là mỏ pha ghi điểm qua ba chắn của mỏ, điểm cho Trung Tâm 18. Xử lý ở trên lưới không cần nhu lực, hiệu quả là tối đa. Em cũng không rõ anh phải mua trên mọi người ơi, cái chi mà của Sen Thủy quê tôi ấy. Tôi là một Xuân Duân vẫn là biết ai thủ hay rồi. Ba bao xong không được, đánh bóng ra ngoài, điểm cho Trung Tâm 11-8. Triển khai thành công 3-3 sau. Người kết thúc cuối cùng là Xuân Duân. Và trọng tài xác định bóng đã đi ra ngoài. Một điểm phân dành cho các Xuân Duân. 11-8. Ok mọi người. Không được. Chuyển hơi sâu của Xuân Duân. Có mấy bác ngôi bị chém mất. Đặng Quang Minh pha bóng. Phú Quý rất chính xác. Trên Phú Quý đi thẳng về giữa sân. Đây mà ok cho mọi người ơi, ba đùi cùng với Như Tuần. Bây giờ khán giả đến đông lắm, chén chúc trời ơi, nóng lắm luôn. Mỏ hồng rất mạnh, chạm trắng của đội bóng. mười ba chín xin lỗi quý vị, điểm cho Trung Tâm 13-9. Tổ chức cũng đọc sai, khiến tôi cũng đọc sai luôn. Bóng đá
Đông điểm cho trung tâm 149. Mọi người như thế này đã được chưa? Người phát bóng đó là Mo Hồng. Vì là cái chỗ này cái sáng của anh ngồi ấy. Phát bóng của mình. Chiều về em sẽ đến sớm và để lại máy. Cơ hội. Con. Phòng thủ rất kiên cường. Sẽ là Bá Nguyên. Hai cái điểm của thằng Bá Nguyên. Thái Nguyên. Điểm cho trung tâm 15. Tại sao đánh bóng ngoài sân? Không. Trong tay mắt bóng ra ngoài sân. Điểm cho Sen Đông 10-14. Đó là Trung Quý, ngoại binh của các cầu thủ Sen Đông. Không được. Quan trọng thì Sen Đông điểm 15-10. Rất là 5 điểm. Xuân Duẩn. Đó là hai cái điểm của Xuân Duẩn, điểm cho Sen Đông 11-14. Xuân Duẩn. 11-15. Lúc khó khăn nhất thì Sen Đông luôn phải dựa vào sức mạnh và đẳng cấp của Xuân Duẩn. Pha bao nhỏ của Thái Nguyên. Điểm cho trung tâm 15-11. 16-11 đó mọi người nhé, 16-11. Nãy giờ mình chỉnh góc máy một tí. Ok chưa? Đi là có mấy bạc ngồi bước ché du ấy nên là bị mất. Bị dính bao ở ngoài quay. Đánh bóng ra ngoài điểm cho Sen Đông 12-16. 16-12. Thì bây giờ rất là nắng, mọi người che ô rồi. Lại lỗi phạt bóng của Sen Đông, điểm cho trung tâm 17-12. Chào em, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bên kia em cũng không rõ, cũng là phát bế đấy mọi người. Anh nghĩ bên Sen Thủy Phan Pết là Sen Thủy quê tôi. Như là Sen Thủy quê tôi, mọi người vào xem thử nhá. Nên là mình không rõ lắm đâu. Dạ, giải này sẽ không có Quốc Duy đâu mọi người ơi. Giải này không có Quốc Duy. Quốc Duy hiện tại đang về tập ở đội thể công rồi nhá. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Đội anh Hạch Đen đã vào bán kết. Đã vào bán kết nhá. Bán kết 1 là đội anh Thạch Đen là chiến thắng với đội Nôm Bớt với tỷ số là 3-0. Và là đội đầu tiên ghi tên mình vào bán kết của ngày mai. Sáng ngày mai sẽ đánh bán kết. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Mọi người đi theo em xin một lượt like, một lượt thích trang và một lượt chia sẻ. Bóng truyền 38 là một trang hoàn toàn mới và cũng là người con gái đi like bóng truyền đấy. Là em cảm ơn anh. Bóng truyền nên là sẽ có nhiều sự thiếu sót và cũng có nhiều sự bỡ ngỡ nên là cũng mong mọi người hoan hỉ bỏ qua. Pha phạt bóng điểm A của Thái Bá Nguyên. Điểm cho trung tâm 18-12. Điểm kế tiếp của Thái Nguyên 19-12. Mày có lần nói chưa được. Đi nhớ nhưng mà nói cái gì được. Không được. Bóng lòng tay của Lâm Đùi 13-19. Phạt bóng lỗi của trung tâm điểm cho Sen Đông 13-19. Bậc một tốt của Mậu Hồng. Chúng ta đã đánh chạm cân điểm cho Sen Đông 14-19. Và đó ra ngoài điểm cho trung tâm 20-14. Theo quan sát của tôi rồi, Xuân Duẩn trở nên ngon chiến.
tiện hơn, đặc biệt là những pha bóng của mình. Biên 4 nhưng rất tiếc đánh bóng ra ngoài điểm cho trung tâm 21-14. Đội bóng trung tâm 24-14. Đây là trận chung kết thứ hai và cũng là trận cuối cùng của buổi sáng hôm nay. Buổi chiều sẽ diễn ra hai trận chung kết. Biên 4 hai cái điểm biên 4 của Sơn Đông, điểm cho Sơn Đông 15-21. Bước một tốt của Thái Nguyên sẽ là mò. Rất tiếc đánh bóng ra ngoài của mò, điểm của Sơn Đông 16-21. Điểm của Sơn Đông 16-21. Khán giả trời nắng như này như thế này nhưng mà đang rất là đông. Bước một tốt của Thái Bá Nguyên rồi, vẫn là chân tay mò không. Lại tiếp tục ngoài sân của mỏ, điểm cho Sơn Đông 17-21. Cần phải điều chỉnh lại. Nếu như họ không muốn đánh mất lợi thế của mình ở trong trận đấu này, đây mới là trận đấu đầu tiên thôi. Ở vòng 2 thì các đội bóng sẽ thi đấu. Bước 1 tốt rồi. Thứ hai, bóng 3. Vẫn là chân trái màu hồng, bỏ nhỏ nhưng không anh, chưa vẫn đang còn. Đó là pha tấn công của trung tâm vẫn đang còn. À, cú bóng là của Sơn Trung, cơ hội mở hồng. Vẫn là mở. Đội điểm cho trung tâm 22 phải phải đến 3 lần thì idol mở mới ghi điểm được cho trung tâm. Đội điểm cho trung tâm 22-17. Điểm thẳng vào người của Nhung Quân. To hả? Thế đây là to rồi. Đứng chưa mọi người. Phía thế này thì to quá. Bước 1 hay của mỏ vẫn là Thái Nguyên. Rất dễ dàng. Hai ghi điểm của Thái Bá Nguyên, điểm cho trung tâm 23-18. Rất gần với các cầu thủ trung tâm ở trong Quảng Bình. Đúng rồi, Quảng Bình nó nắng lắm nhưng mà cái sân này nó ở sát quận 1 nên là cái đường nhựa nó bốc lên nóng lắm mọi người. Vẫn là biên 4. Thủ không tốt của mỏ, điểm cho Sơn Đông 19-23. Là ok mọi người nhá. Bây giờ trời rất là nắng nhưng khán giả về sân rất là đông luôn. Trung Quý là người phát bóng. Số 28 là Trung Quý. Bước 1 tốt của mỏ. Chân trai Thái Nguyên vẫn còn. Ba ba đằng sau của mỏ. Thủ hay của Trung Quý. Qua bóng của Thái Nguyên. Và pha ghi điểm của chàng trai Thái Bá Nguyên. Chàng sáng ra ngoài, điểm cho trung tâm 24-19. Quy lực của những bàn đồng bóng đã làm giúp cho chúng ta có được lợi thế ở trong trận đấu này. Đây. Trời ơi. Một chỗ xem rất là lý tưởng. Nắng lắm mọi người. Đây. Người cổ động viên rất là đông. Tuy là ở Sen Thủy rất là nắng
ở trận tứ kết đầu tiên thì đã chúc mừng đội Thạch Đen và Bảo Khang đã giành suất đầu tiên vào đánh bán kết vào ngày mai. Ở trận tứ kết này có gói tên màu hồng hay không thì chúng ta sẽ chờ tiếp tục với hai hiệp. Tứ kết sẽ đánh 5 hiệp và thắng 3. Ngoài kia là đường quốc lộ 1A nên là hơi nóng bốc lên từ đường nhựa sẽ là rất là nóng. Đây mọi người, mình đi tìm đặc sản của mọi người nha, nhưng mà bị ché hết mất rồi. Không đặc sản nữ thì tớ sẽ đi tìm đặc sản nam nha các bạn. Đây. Việt Nam ơi quê hương ta ơi. Đây có các bạn đây, nặng lắm luôn. Nhiều đặc sản lắm nhưng mà bị nặng quá nên là mọi người đều bị kín hết. Bóng chuyên 38 anh ạ. Và chúng ta sẽ quay lại với hiệp đấu thứ hai giữa thôn Trung Tân và Sen Đông. Thì hiện tại vẫn chưa có đội bóng nào đang cho biểu hiện và không có một phút nào cả. Chúc mừng cầu thủ của Hà Nội đã lên sân khấu để chuẩn bị đấu. Chúng ơi. Đúng. Và trận đấu thứ hai, đội tuyển. Chúng ơi. Đúng rồi, em ở Hà Tĩnh, em ở Lộc Hà Hà Tĩnh nha mọi người. Giải này là giải bóng chuyền nam lễ hội mùng 2 tháng 9 xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ở trong lễ thủy này thì thấy xã nào cũng đánh mọi người ạ, chuẩn bị cho ngày lễ mùng 2 tháng 9 rất là lớn. Em phải bảo vậy á. Em cảm ơn mọi người. Rồi. Mời anh về Hà Tĩnh nhá. Anh ơi, anh đi mua đó. Anh về Hà Tĩnh em ạ. Sẽ là mỏ hồng. Hai cái điểm từ biên 4 của mỏ hồng và điểm đầu tiên cho Trung Tân 1-0. Như thế này là được cho mọi người, có cần phải zoom lên được không? Em thấy như thế này là ok rồi đấy. Thì có khán giả ngồi che ô phía trước đấy mọi người. Mơ hả? Mọi người có thể mơ không mọi người ơi? Vẫn còn, đập rất mạnh của Xuân Quân. Dạ, em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Em cảm ơn mọi người ủng hộ tao xe nữa em. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn ạ. Và 2-0 cho Trung Tân rồi. Vấn đề ở trong trận đấu này. À, chào bạn Thủy Thỏ nhá. Mỏ hả? Mỏ là người ta gọi là mỏ bịt. Đó là pha ghi điểm của Xuân Duẩn. Chúng ta cũng có mỏ hồng đi ra ngoài. Điểm cho Sen Đông 1-2. Số bây giờ là 1-2. Mọi người mơ, mọi người có thể xem lại cả đường màng của mọi người một tí hồ em nhé. Vẫn là mỏ hồng. Hai ghi điểm tiếp tục từ biên 4 của mỏ hồng trận Trung Tân 3-1. Rất mạnh của mỏ hồng khi cho Xuân Duẩn đá không có một pha chính xác. Đúng rồi, phản ứng của mỏ một chàng trai rất là dễ thương, hòa đồng và dễ gần nè mọi người ạ. Đặng Quang Minh của cao thủ Trung Tân ở trận đấu này. Đúng không? Chạm chắn đi ra ngoài. Chạm chắn đi ra ngoài, điểm cho Sen Đông 2-3.
mọi người nhá. Trên phạm bóng. Bây giờ nắng lắm, vẫn là một chàng trai đến từ nội Bình. Vòng tài sản kinh nghiệm của các thủ trung dân Mộc Bình đang miệt mài cùng với trung dân. Sẽ là biên lại của mỏ. Vừa rồi đã có điểm số cho trung tâm. Điểm số cho trung tâm. Và chàng kinh nghiệm Hồng Hồng đã tìm ra khai rất là tệ đá bóng. Bóng xuyên chắn và rơi về phía sân của các thủ xe đồng. 4-2. Già mỏ ở đối trung tâm và gần phía màn hình của các bạn. Đình Kỳ đã có pha bắn rổ tốt. Pha ghi điểm của Sen Đông. Người ghi điểm đó là Gia Vinh Trần Trung Quý. 3-4 cho Sen Đông. Vâng, xin chào Linh Em. Già em phạt ở điện thoại thôi, em phạt ở điện thoại nhé. Rất tiếc là thôn trung tâm lại không sai bố. Nguyễn Bảo ơi, rất mạnh, bóng chắc chắn và đi ra ngoài. Điểm số dành cho các thủ trung tâm. Và ghi điểm của Thái Bóng Viên, điểm của trung tâm 5-3. Lần đầu tiên về với mảnh đất Sen Thủy Lệ Thủy Quảng Bình, nhưng mà cảm thấy người dân ở đây rất là dễ mến và hòa đồng. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và giúp đỡ em rất là nhiều. Cảm ơn mọi người ạ. Đánh bóng ra ngoài điểm trung tâm 6-3. Và bóng lúc này của Sen Đông là trúng một cậu bé vào mặt ngay một cậu bé. Bước 1-2 rồi. Không qua hàng chấm được của trung tâm. Điểm trung tâm 7-3. Điểm trung tâm dành cho trung tâm 7-3. Trung tâm có đại diện của cặp đôi cầu mờ đến từ mảnh đất Nghệ Tĩnh. Phải nói cặp đôi cầu mờ này thấy đi đâu cũng đi với nhau. Điểm cho Sen Đông 4-7. Cặp đôi cầu mờ mà người mọi người rất là yêu mến. Phần 1 tốt của Mỏ Hồng. Biên 4 của Thái Nguyên. Trang ghi điểm được biên 4 của Thái Bá Nguyên. Điểm trung tâm 8-4. Đây là nắng. Sen Thủy bây giờ rất là nắng. Tốt rồi. Chắn chắn đi ra ngoài điểm cho Sen Đông 5-8. Khoảng cách là 3 điểm mà thôi. Đông một tốt cho Mỏ. Vẫn là Thái Bá Nguyên. Không qua lưới. Đánh bóng không qua điểm cho Sen Đông 6-8. 6-8. Mỏ lấy cút rồi. Vẫn là Thái Bóng Viên. Vẫn bị đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Sen Đông 7-8. Chỉ còn một điểm nữa thôi thì Sen Đông sẽ san bằng tỷ số với trung tâm. Hướng thẳng về vị trí của các cầu bầu bên phía Sen Đông. Được một tốt của Mỏ. Vẫn là Thái Nguyên. Thái Bóng Viên thủ vẫn đang còn. Qua bóng an toàn của Sen Đông. Sao bóng tấn công của Mỏ Hồng không qua hàng chắn, không qua tay chắn của Sen Đông và điểm cho Sen Đông 8-0. Bước 1 hay của Thái Bóng Nguyên, vẫn là Thái Bóng Nguyên, bỏ nhỏ vẫn đang còn. Qua bóng an toàn của Sen Đông. Biên 4 của Bá Nguyên. Lần này thì Thái Bóng Nguyên đã ghi điểm cho trung tâm. Điểm cho trung tâm 9-8. Nguyên ơi, cố lên. Bước 1 tốt của Thái Nguyên. Thủ hay của Thái Bá Nguyên. Mỏ Hồng. Pha ghi điểm nhẹ
nhà ngựa mỏ biển Phúc Tân 10 8. Em cảm ơn mọi người nhá. Đúng rồi, chị đi xem là phải chị hẹn ho mạnh lắm cơ. Nhưng mà hẹn nhiều quá sợ mọi người nạp. Đúng rồi, trên sân của đội trung tâm mình nhìn thấy có 3 đôi sao vàng. Sao vàng của Mỏ và Thái Bá Nguyên và số 7 của đội trung tâm sẽ là mã 31. Điểm cho trung tâm, điểm A của Thái Bá Nguyên 11-8. Sao vàng 31. Và bóng của Thái Nguyên bóng đi với quỹ đạo khó và xoáy. Thái Bá Nguyên và Mỏ Hồng là những chiến binh của sao vàng, đại diện của sao vàng Việt Nam. Một hai ba không, và bên cái sân đông mình cũng thấy có rất nhiều bàn vận động viên đi giày sao vàng đó, có nhiều vận động viên đi giày sao vàng. Đã cảm ơn mọi người đã đồng hành và yêu mến sao vàng Việt Nam. Bây giờ rất là nắng, trời về trưa rồi, nắng lắm mọi người ơi. Bước một tốt rồi, vẫn là pha ghi điểm nhanh của Mỏ Hồng. Pha ghi điểm của Trung Tân 12. Bước một tốt rồi. Sẽ là chạm chán điểm cho sân đông 92. Khi khó khăn nhất thì mọi ánh mắt của quay mặt bình luận viên là bây giờ đang trận đấu đang sắp quay được mọi người. Sáng ngày mai sẽ đánh bán kết và buổi chiều chung kết mọi người. Giải này diễn ra trong 4 ngày và ngày hôm nay là ngày thứ 3. Hai điểm của Mỏ lọt chắn 13-9 cho Trung Tân. Chạy xe máy thì chắc tầm cả đi cả nghỉ mọi người thì tầm 5 tiếng. Chạm tay chắn ra ngoài điểm cho xe đông 10-13. Trời ơi, đang ở xe thủy Lệ Thủy Quảng Bình không mát tí nào đâu anh ơi. Ở đây bao nắng luôn, lại sạt đường nữa ấy. Nên là cái nắng, cái bốc hơi của đường nhựa lên rất là nóng, thật là mò. Thử tốt của xe đông, pha ghi điểm. Vẫn còn thủ của Thái Bắc Nguyên và pha ghi điểm cho mò không? Đó là mò điểm, pha ghi điểm cho mò. Đổi điểm cho Trung Tân 14-10. Bây giờ nghỉ hoặc là thời gian tham ao thì mình sẽ tìm đặc sản cho mọi người nhé. Nắng con điểm cho sân đông 14-14. Thái Bá Nguyên vừa bị đau lưng, quả bóng cú bóng quả vừa rồi đang bị đau lưng mọi người. 14-14. Dạ có, em sẽ like hết tất cả các trận tứ kết và bán kết chung kết của giải bóng chuyền Sen Thủy năm 2024 mọi người nhé. Ba ghi điểm của Mỏ Hồng chúng chắn đi ra ngoài điểm Trung Tân 15-11. Em cảm ơn mọi người nha, em đi xem mà em ho hét lắm nhưng mà lên đây kiểu là sờ hét quá thì mọi người sẽ nói nên là đánh hỏng lắm mọi người ơi. Pha phạt bóng của Mỏ Bịp, lỗi của Mỏ, phạt bóng không qua điểm cho Sen Đông 12-15. À anh Đào Du ơi, trận trước là
anh Thạch với là Nguyễn Ban và Bảo Khang là thắng nhá. Đã ghi tên mình đầu tiên vào trận tử trận bán kết ngày mai. Đã gọi tên anh Thạch và Bảo Khang. Vẫn đang còn sẽ là Bảo Nguyên. Lỗi dính bóng của Sen Đông, điểm cho Trung Tân 16-12. Trung Tân đang băng về điểm số cuối cùng. Họ đang dần những điểm số quan trọng để có thể giành chiến thắng ở trong trận đấu thứ hai này. Mọi người đi qua cho em xin một lượt like, một lượt thích trang, một lượt chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thủ hay của bạn của một chàng trai mang áo số mấy đấy ta? Số 7. Đó là pha ghi điểm của Thái Bá Nguyên, điểm của Trung Tân 17-12. Những nụ cười của các chàng trai đến từ thôn Trung Tân. Bóng chuyền 38 là một trang hoàn toàn mới và cũng là người con gái đầu tiên lên live bóng chuyền Hồi Lai. Nên sẽ có nhiều sự bỡ ngỡ và thiếu sót nên là mong mọi người hoan hỉ bỏ qua. Hai ghi điểm của Trung Tân, điểm cho Trung Tân 18-12. Bây giờ cả cổ động viên đang hò hét rất là sung. Bước 1 chưa tốt rồi. Vẫn còn. Sẽ là ai đây? Bá Nguyên. Điểm Trung Tân 19-12 sau khi điểm từ biên 4 của Thái Bá Nguyên. Và Sơn Đông xin làm ao xin đổi ý lần thứ 2 của hiệp đấu thứ 5. Và trong thời gian này em sẽ đi chia đặc sản với tất cả mọi người. Nhưng mà đặc sản bây giờ ché hết rồi mọi người ơi. Ché hết rồi, bây giờ em chia rồi bây giờ. Nắng lắm nên là các đặc sản đều bịt kín hết mọi người ơi. Và tiếp tục quay lại sân. Chúng ta sẽ đi tìm đặc sản sau mọi người nhé. Để tiếp tục với trận đấu. Rất nguy hiểm. Cộng được. Qua điểm cho Trung Tân 20-12 và Sơn Đông vẫn chưa lên được vàng mọi người. Cổ vũ lên nào. Bước 1 tốt rồi. Đó, điểm thế đến từ chàng trai Thả Báo Nguyên, điểm Trung Tân 21-12. Sẽ là ai đây? Vẫn là Nguyên. Ba ghi điểm quá nhẹ nhàng đơn giản. Thái Bá Nguyên điểm Trung Tân 22-12. Lần này thì chúng ta điều có tốt. Lát nữa nếu không ao thì em sẽ quay mọi người nhá. Bây giờ đã là trận đấu rồi, điểm cho Sen Đông 13-22. Bước 1 tốt của mỏ. Và điểm của Sơn Quẩn đến với Sen Đông 14-22. Các cổ động viên của trận đấu với đang cổ vũ rất nhiệt tình cho. Đổi phạt bóng của Sơn Đông, điểm cho Trung Tân 23-14. Đổi phạt bóng của Sơn Đông thì Trung Tân cũng trả lời với lỗi sét bóng. Lỗi phạt bóng, điểm cho Sơn Đông 15-23. Góc 1 chưa tốt rồi. Vẫn là Thái Bá Nguyên. Điểm thủ viên 4 của Thái Nguyên, điểm
14:15, 14:15. Đến giờ hôm nay tôi không có hai trận tham ngày mai sẽ đánh chung kết và chiều hôm nay sẽ có hai trận tứ kết nữa mọi người nhé. Buổi sáng ngày mai sẽ đánh bán kết. Vẫn đang còn. Vẫn còn. Nhau. Và phong tấn công cho trung tâm. Cùng chán ra ngoài điểm cho trung tâm 25-15. Và kết thúc với hiệp đầu thứ hai thì trung tâm đã giành chiến thắng với Sen Đông với tỷ số 25-12 làm dần trước với tỷ số là 2-0. Trong chấp nhận thua trung tâm 25 rồi. 25-15 mọi người nhé, với tỷ số 2-0. Lấy à? Về cảm ơn nha em, cảm ơn Nguyễn Văn Tuấn, cảm ơn mọi người. Quay ăn đẹp hả? Quay em á hả? Đúng. Em ơi. Đúng rồi. Em xem là nào. Ông bầu Lê Xuân Ân của thôn Trung Tân. Ông bầu đá và dẫn xâm mồ bóng truyền. Người đá góp công lớn vào việc đưa hai cầu thủ và lọc bóng cần hai cái bàn tại Điền về với Trung Tân, về với giải bóng phương Nam khá thân kỳ lễ hội bóng 2/9/2024 ngày nằm ở trên đoàn cây. Mọi người đã thấy em chưa? Ngồi tắm nắng sáng sớm luôn ý. Anh ơi, nhưng mà đó anh có vay hạt tình với em không? Anh nói đi hát ơi em quê mẹ. Tình thế để bước vào trận hiệp đấu thứ tư hay không? Đọc được bình luận đấy. Vâng, và như vậy là trận đấu thứ ba. Pha bóng lỗi của Thái Nguyên điểm cho Sơn Đông 1-0. Thái Nguyên. Mà ngoài hai cây quỷ chân thì có cái đi cùi. Rất mạnh, lật lưới. Tốt hay mù, vẫn là mỏ, mỏ nhỏ. Pha mỏ nhỏ của mỏ đều như chúng ta. Một đều. Mỏ hồng. Một đều. Xuất sắc lên trận đấu này, chắc chắn phải được về mỏ hồng. Vẫn là biên 2. Rất tiếc, đánh bóng ra ngoài của Sen Đông, điểm cho trung tâm 2-1. Bỏ
chú Quý. Sân đồng cho chú Quý. 200 tùy điểm cho Sen Đông, hai đều. Nắng quá mọi người. Ra đúng rồi, sân này ở bên cũng là 1A luôn nên là cái nóng, cái bốc hơi của cái nước nhựa mọi người nên là rất là nóng luôn. Thủ hai đội bán rồi. Đúng rồi. Còn không thủ tốt. Thánh Nguyên. Còn chán mà ghi điểm cho Trung Tân, điểm cho Trung Tân 3-2. Vượt 3 mét. Mình á. Gặp nhiều vất vả để chống đỡ. Đó là pha ghi điểm của Sen Đông, diện Sen Đông 3 đều. Đã có điểm cho các thủ Sen Đông 3 đều. Chị chào Thánh nha, chào tất cả mọi người. Dạ em ở Lộc Hà Hà Tĩnh nhá mọi người ơi. Em ở Lộc Hà Hà Tĩnh. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Ờ nắng lắm Thánh ơi, nắng lắm ở đây, nắng bóng nắng luôn. Dung Hòa có đồng. Nổi phát bóng vào Sen Đông và điểm Trung Tân 4-3. Lúc sáng đến sân thì tầm 6 giờ thì thấy các cổ động viên đến rất là sớm, đến rất là sớm luôn. Pha hoạt động tốt của Mỏ Hồng. Ba ba làm sao? Rất tốt. Pha ghi điểm là của Xuân Duẩn. Của Xuân Duẩn điểm cho Sen Đông 4 đều. Và dứt điểm ở sau vạch 3m để cắt cầu và lên cầu tên của Xuân Duẩn. Sẽ là hai bóng viên mà bằng sau là bóng viên là dứt điểm Trung Tân với tỷ số 5-4. Trung Tân rồi. Mọi người đi qua cho em xin một lượt like, một lượt thích trang, một lượt chia sẻ cho mọi người. Đây là trận tứ kết thứ 2 giải bóng chuyền nam lễ hội mùng 2 tháng 9 xã Xét Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Pha ghi điểm của Xuân Duẩn, điểm cho Sen Đông 5-5. Liệu Sen Đông có đưa chúng ta vào hiệp đầu thứ tư hay không? Đang là hiệp 3. Đang là hiệp thứ 3 của trận tứ kết thứ 2. Và trận đấu đang canh nhau từng điểm 1. Các bỏ nhỏ của Thái Nguyên chưa được. Sẽ là Xuân Duẩn. Vẫn còn ba ba hàng sau của Mỏ. Và dứt điểm đó là pha ghi điểm của Mỏ. Điểm Trung Tân 6-5. Nếu vẫn thi đấu như thế này thì Trung Tân hoàn toàn có thể ám cúp về làng ở trong mùa giải năm nay. Và bóng đi ra ngoài của Trung Tân. Xem thủy đôi sau mọi người, em không rõ đâu. Anh ấy ngồi ở trên phía trên cân giáo ấy. Các khán giả có nhìn thấy không? Tôi bảo truyền thôn Trung Tân rất muốn đưa chiếc cúp về để trưng bày tại nhà thôn. Rồi phạt bóng của Sen Đông đánh bóng ra ngoài điểm Trung Tân 7-5. 7-6. Bây giờ hai đội đang tranh nhau từng điểm số 1. Vẫn là biên 4, vẫn còn. Mò Mỏ Hồng. Mỏ nhỏ vẫn đang còn. Cơ hội dành cho Sen Đông. Sẽ là Xuân Duẩn. Hai ghi điểm của Xuân Duẩn 7 đều. Không dứt điểm thành công trong tình huống vừa rồi. Trận đấu hiệp thứ 3 này đang rất là gay cấn, tranh nhau từng điểm số 1. Được một tốt rồi. Vẫn là Mỏ Hồng. Điểm cho Trung Tân 8-7. Cầu thủ số 15 Mỏ Hồng. Vâng, xin chào chị Thu Hương. Tất cả các bạn đang có mặt ở trên live của Trung Tân. Nổi phát bóng của Trung Tân điểm cho Sen Đông 8-0. Vâng, chiều hôm nay chúng ta hai trận đấu nữa. Chúc mừng các bạn đã tiếp tục đồng hành với những viên Tống Gia Hoa và ekip chương trình của chúng tôi.
bỏ không? Bỏ chắc chắn đúng không? Con sông đá đông đây rồi. Hoa trắng điểm trung tâm 9 8. Chương 2 Đặng Quang Minh phát bóng. 1-1 tốt của Xuân Thuận. Dương Hoa. Điểm tốt của Dương Hoa. Điểm của Sơn Đông 9 đều. Điểm của Dương Hoa. Ngay sau khi điểm thì Trương Hoa là người phát bóng. Trương Hoa. Bước 1 tốt của Thái Nguyên. Đây là một nội đinh. Rất tiếc đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Sơn Đông 10-9. Bây giờ thì các cổ động viên của Sơn Đông đang là vật cổ động viên rất là nhiệt tình. Bước 1 tốt của Thái Nguyên sẽ là Mỏ Hồng. Vẫn còn Mỏ ơi. Đây là các cổ động viên tiếp nước cho cổ động viên Sơn Đông. Quá tuyệt vời. Đấy. Đây cũng là những đặc sản. Đánh chuyền và đội hình rất đồng đều. Đặc sản ở đây rất là nhiều nhưng mà trời nắng nên là cả đặc sản là che từ đầu đến chân. Và tớ vẫn thích cái view này nhất mọi người. Em vẫn thích cái view này nhất này. Đây, cái view này hơi chất lượng luôn, chất lượng cao. Cái view này thì chất lượng, có nhiều view chất lượng lắm mọi người. Và chúng ta sẽ quay lại với hiệp đấu thứ 3. Mỏ! Điểm cho chúng ta từ 10 đến 2. Dạ luôn hả? Bước 1 tốt của Xuân Thuận. Bước 1 tốt của Mỏ sẽ là Thái Nguyên. Hoàn chắn của Sơn Đông. Điểm cho Sơn Đông 14-10. Liệu Sơn Đông có lật lại tình thế hay không để dẫn chúng ta vào hiệp đấu thứ 4. Bước 1 tốt của Mỏ rồi. Vẫn là Bá Nguyên. Chạm chán đi ra ngoài điểm cho trung tâm 11-14. Chúng ta đang là 11-14. Xuân Thuận. Chàng trai số 7 điểm cho Sơn Đông 15-11. Hay rồi. Nguyên. Không có hàng trắng của Xuân Thuận. Điểm cho Sơn Đông 16-11. Sơn Đông đang dẫn trước trung tâm với tỷ số là 5 điểm. Lần này thì em đã đi bắt bài.
cần đọc cho một cuốn sách đây. À, không phải là ô của chị. Lần này là bỏ hàng mạng ra tuổi là bằng một biển khác anh mà để cô nói như bác bỏ xuống đấy, nhưng mà trời nắng hay bạc cùng nhiều tuổi đó mọi người, nên mọi người thông cảm cho bác nhá. Điểm cho trung tâm 12-6. Hay rồi, sẽ là Xuân. Sẽ là Thái Nguyên. Các cái điểm của Thái Bá Nguyên. Đội điểm cho trung tâm 13-17. Bác ơi. Rồi. Rồi cả là bác đưa cho ô xuống lắm mọi người. Bước một tốt của Xuân Duẩn rồi. Miên bốn vòng ra ngoài điểm cho trung tâm 14-17. 14-17. Chào tỉ nhá, chào tất cả mọi người. Mọi người đi qua em xin một lượt like, một lượt thích trang và một lượt chia sẻ nha mọi người. Đây là giải bóng chuyền của xã Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Đúng hoa chưa thay. Những ba này thì cổ động viên của Sen Đông rất là sung. Xuân Duẩn rồi đấy, nhận bóng. Một tên của Thái Bá Nguyên rồi. Bỏ không? Bỏ. Chúng ta chán ra ngoài điểm cho trung tâm 15-18. 15-18. Đó là sự giải thích của mỏ dành cho huấn luyện viên mỏ dành cho các cầu thủ của Trung Tâm. Thủ hay của Trung Tâm. Điểm của Trung Tâm 16-18. Mỏ còn có cái biển xanh là huấn luyện viên mỏ nha mọi người. Khoảng cách đang được rút ngắn. Và Sen Đông sẽ đấu trong hội ý lần thứ nhất của hiệp đấu thứ 3. Bây giờ em sẽ đi đi vào sàn cho tất cả mọi người. Nắng quá. Ở Hà Giang mưa chị ở miền Trung nắng lắm chị ơi, nắng lắm. Ở miền Trung hiện giờ rất là nắng. Mọi người đi qua cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký chia sẻ nhé. Bóng chuyền 38 là một trang hoàn toàn mới và cũng là người con gái đi lát bóng chuyền hồi làng, nên là sẽ có nhiều sự thiếu sót và cũng có nhiều sự bỡ ngỡ, nên là em cũng mong mọi người hoan hỉ bỏ qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và chúng ta lại quay lại với trận đấu. Anh cứ cắm mẹ một quay thôi mà mọi người. Sẽ là ai đây? Mỏ ơi! Mỏ nhỏ của mỏ chưa thành công. Xuân Duẩn đánh bóng ra ngoài. Trực tiếp đánh bóng ra ngoài của Xuân Duẩn, điểm cho trung tâm 17-19. Ở bên Nhật Đồng Đất hả? Có vì sao không mà bạn? Cũng thấy có lên TV ấy. Nhưng mà không biết chỗ bạn có vì sao không? Bước một tốt của Xuân Duẩn. Số 28 đội điểm cho Sen Đông 20-17.
27. Là hai đội đang tăng co từng điểm số. Dạ, thì ngày 2 tháng 9 em sẽ cố gắng về tài Lệ Thủy Quảng Bình để thay tài của huyện Lệ Thủy. Còn đây là của xã Xét Thủy. Đánh bóng như đất này và điểm cho Trung Tân 18-19. Em sẽ cố gắng vào ngày lễ lớn của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Hà Tĩnh mưa hả? Hà Tĩnh trời nắng mà có mưa đâu. Em ở Hà Tĩnh mới vào ngay mới vào Quảng Trị ngay tối hôm qua mà. Em chạy xe máy từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình, quên đi vào Quảng Bình. Có em có thấy mưa đâu, nắng mà nắng chói chang luôn ấy. Chị Tân Châu nhá, các bạn ở nơi xứ người thật nhớ sức khỏe và làm việc thật tốt để về với quê hương lập nghiệp. Và theo quyết định của trọng tài thì đổi điểm cho thôn Sen Đông 21-17. Không, vẫn là 2 điểm. Vẫn là 18-18. Sao vậy? Vẫn điểm cho Trung Tân, không phải đổi điểm cho Sen Đông. Trung Tân 18-20. Mỏ sẽ là người phạt bóng. Bước một tốt rồi. Nói chung điểm của chúng ta mang số 28. Điểm cho Sen Đông 21-18. Dạ đúng rồi, em là hướng dương đấy anh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người đi qua cho em xin một lượt like, một lượt thích sao và một lượt chia sẻ. Bước một tốt rồi. Sẽ là ai đây? Nguyên ơi! Ca xử lý tốt của Thái Bá Nguyên, điểm Trung Tân 19-21. Nỗ lực cố gắng của Trần Trung Huy. Sự góp ý và sự ủng hộ của tất cả mọi người cũng là niềm động lực để em có thể đi like cả trận, các giải đấu hội làng nha mọi người nhé. Và Xuân Duẩn thủ hay của mỏ hồng ba bang sao không mỏ hay rồi vẫn còn Xuân Duẩn. Vẫn là Thái Bá Nguyên. Đó là pha cứu bóng, vẫn còn qua bóng an toàn của Sen Đông. Ba ba làm sao không bỏ? Bóng trong sân. Điểm cho Trung Tân 20-22. Em cảm ơn anh Hùng Tấn rất là nhiều. Em cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Sự yêu thương của tất cả mọi người sẽ là niềm động lực để em có thể đi live sáng tại hội làng nhé mọi người nhé. Vẫn là Xuân Duẩn, băng hoàng trắng của Trung Tân. Điểm cho Trung Tân 21-22. Chỉ còn một điểm nữa thôi thì Trung Tân sẽ xa bằng tỷ số với Sen Đông. Liệu Sen Đông có lần đại trinh thế này hay không? Bước một tốt của màu hồng Nguyên và lỗi chạm chắn của Sen Đông. Điểm cho Trung Tân 22 đều. À không, 21-23 rồi mọi người. Xin lỗi mọi người. 21-23 cho Sen Đông. Người sẽ vào bóng ở tình huống này đó là Thái Bá Nguyên. Và pha phạt bóng điểm bay của Nguyên 22-23. Điểm bay của đọc rồi được lồn điểm đó mọi người. Sen Đông xin tham áo lần thứ 2 trong hiệp đấu thứ 3. Ôi nắng lắm anh chị, hồi cũng hóa mắt luôn. Vâng, xin chào con Sơn. Đây, đấy là ngoài kia là sẽ là đường 1 đó mọi người.
Bắc là một đội của mình vào vòng gửi xe của giải đấu này. Bóng trên má thẳng. Bóng trên má. Đây các mẹ đến từ rất sớm nên chỗ ngồi của các mẹ vẫn giữ nguyên. Đến từ rất là sớm để cái chỗ ấy. Để có những cái cây đây mình vẫn thích cái view này nhất. Cái view của cái chú này này có một cái võng ở đây để cây ấy. Đây cái view này hơi bị chất lượng lắm. Bạn xin đang quay lại với hiệp đầu thứ 3 giữa thôn Trung Tân và thôn Sen Đông. Sơn Trung, Sơn Trung. Đánh bóng đi ra ngoài và điểm cho Trung Tân 23 đều. Liệu Sen Đông có lật lại tình thế hay không? Hay là thôn Trung Tân sẽ ghi tên mình vào danh sách bán kết ngày mai? Các thủ Trung Tân cùng với Thái Ba Nguyên với một loạt phát bóng ăn điểm. Dạ, em chào tất cả mọi người nhé. Giải này là giải bóng chuyền nam lễ hội 12 tháng 9 của xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Điểm cho Sen Đông 24-23. Đánh bóng nhanh, còn đi biển nữa hả khác? Đúng rồi, lúc này em nhầm điểm mọi người nhá. Ngồi ở nắng nên là cũng hóa mắt chóng mặt luôn mọi người. Rồi chị đang ở Lê Thủy Công Bình. Bóng ở tình huống này. Thành phố Hà Tĩnh luôn lớn hả? Pha phạt bóng của Xuân Duẩn. Cầu hôi, họ hồng. Ăn đàn mỏ mọi người. Đấy là mỏ. Mỏ cho mình cho mày ăn không có đàn. Nhưng không sao. Đó là pha khi pha bóng đã vào máy ngay của mình nhưng không sao. Lại đánh lên rất máy luôn mọi người ạ. Bỏ nó chó rất máy luôn. Họ không gọi nhỏ. Cô cho sẽ đồng. Chú quý. Không có hàng chắn của Trung Tân điểm. Trung Tân 25 đêm. Đây đây là các đồng viên rất là nhiệt tình của thôn Sen Đông. Đổi phát bóng của Trung Tân điểm cho Sen Đông 26-25. Liệu Sen Đông có chiến thắng hiệp đầu thứ ba hay không? Mỏ. Sen Đông. Đây là cổ động viên nhiệt tình của thôn Sen Đông. Đây là cổ động viên. Tôi thấy là rất nhiều người. Rồi bác ấy đã đi thì chỗ quay sẽ là rất ok hơn. Sẽ không cần cái ôm máng nữa. Và chúc mừng Sen Đông đã thắng ở hiệp đấu thứ 3 và đưa chúng ta vào hiệp đấu thứ 4 của trận tứ kết 2 giữa thôn Trung Tân và thôn Sen Đông. Vừa nãy mỏ cho ngay ăn một quả đàm mọi người. Nhưng mà hôm nay máy không đi sao cả. Hiệp 3 này thì các cầu thủ của Sen Đông đánh rất là tốt.
ông mày cháu gãy cái sạc luôn mất. Xin chào Hoàng Sơn, đây là ai đang ở trong dịch vụ này, đang chuẩn bị vào làm giao thông. Trong phòng của bạn giao thông thì buổi giải này anh nhận hai thân, đập được hai quả và tuyệt vời. Bây giờ thì giảm được 5 cân, 5 cân thịt. Mặt lòng là cũng giảm tốt rồi. Đúng rồi. Xem đông và mỏ sẽ phải bước vào trận hiệp đấu thứ tư. Cặp đôi con mờ sẽ vào chiến đấu thứ tư. Đi trên hôi vậy. Cảm ơn ban huấn luyện của con xem đông đã đưa tặng tôi một thùng nước điện giải. Những hãng gì à? Qua nước. Đội của anh Thạch Đen thì giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Nhưng hiện tại đội của mỏ thì đang là tỷ số 3-2-1. Sẽ bước vào hiệp đấu thứ tư. Anh em cá, anh mặt cá nhịp. Ơi phải cố lên chứ, đúng không? Đúng không? Đúng không? Kháng được về nghỉ ngơi rồi, còn Nguyên phải làm mỏ đã chiến đấu đấy Kháng ơi. Nắng rất là nặng luôn. Bắt đèn cái gì để lát nữa xuống mắt ông mỏ chứ. Nó làm gãy mất cái dây sạc của chị đó. Nắng lắm. Đấy mọi người thấy nắng nhá, thấy nắng Quảng Bình nhá. Trang trang côn cạp nắng trưa Quảng Bình ấy mọi người. Đó là câu nói của miền đất Quảng Bình. Trang trang côn cạp nắng trưa Quảng Bình. Đấy. Trời ơi, phan. Chắc là chúng ta ngã ngáy rồi. Còn đâu nữa. Và chúng ta sẽ quay lại với hiệp đấu thứ tư. Trận tứ kết thứ hai giữa thôn Phan Tân và thôn Sen Đông. Bây giờ các bác kia đã đi hết rồi thì phần quay trưởng này sẽ ok hơn. Xin cảm ơn quý vị và cùng trở lại với trận đấu thứ kết hai, cuộc đối đầu giữa thôn Trung Tân và thôn Sơn Đồng. Kết thúc bài mọi người thấy cái nắng Quảng Bình nhá. Trên trước các thôn Sơn Đồng với tỷ số là 2-1. Trang trang thôn cả nắng trước Quảng Bình. Nắng quá. Mình vẫn thích cái view của cái bác kia nhất. Ở trong trận đấu thứ tư này thì bên phía Sen Đồng là những người phá bóng trước. Chuyền hai sử dụng vừa có pha phá bóng. Mỏ hồng. Công quang chán của Sen Đồng rồi. Điểm cho Trung Tân 1-0. Cú đập của mà hoàn thành không? Hai chúng ta đang bị chuyển tới này. Một tốt của Thái Hoàng Nguyên. Vẫn là biên bốn của mỏ bò nhỏ. Chưa thành công. Đủ hay rồi. Cơ hội dành cho Trung Tân. Mỏ hồng. Chạm đến chắn đang hoạt. Chạm tay. Bóng đang hai điểm cho Trung Tân 1-1. Đánh xong thì mình sẽ xuống bắt đêm mỏ nhé. Mai làm máy không sao nữa. Đối đầu siêu quyền điện, một trận chung kết của giải đấu mà theo phong cách của chúng tôi là trận chung kết sớm. Hai đội đá gặp nhau quá sớm, đá tham bay rồi ở vòng 2 đá cuộc họ phải đối đầu với nhau ở trong trận đấu này. Vẫn là Xuân Vân, Quang Trắng của
2 với các cô điểm cho trung tâm 113 km/h. Tuy nhiên Mo Hồng đã có block rất thành công. Dạ em hiện tại em không thả xuống trung tâm, em đang thả trên sân bên thôi. Trong tình huống bên ngoài đội điểm cho Sen Đông 2-2. Mọi người thấy các anh con trai đi làm truyền thông như thế này là vất vả rồi, nhưng con gái sẽ đi làm vất vả gấp bội lần con trai nữa. Chắc chắn ra ngoài điểm cho trung tâm 3-2. Nên là có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua. Cảm ơn mọi người nhé. Xin chào Vũ Văn Hòa. Để đón thì em nên bỏ đi. Còn thì công không được. Bóng ra ngoài điểm cho Sen Đông 3-2. Trận đấu thứ tư này thì cũng đang rất là gay cấn, tranh nhau từng điểm số 1. Vẫn là chàng trai Mỏ Hồng. Mỏ Hồng dẫn chắn đi ra ngoài điểm cho trung tâm 4-3. Và trọng tài bắt lỗi chạm lưới của Sen Đông, điểm cho trung tâm 4-3. Và bây giờ Mỏ sẽ là người phạt bóng. Đúng rồi, nắng lắm nhưng mà người dân rất là nắng, rất là đông, thủ rất là nhiệt tình cả hai đội. Đây là Xuân Trần. Thủ hay không ạ? Thế là ai đây? Nguyên ơi! Vẫn đang còn. Thủ, đang còn, đang còn, vẫn là Nguyên, bỏ nhỏ thành công của Thái Bá Nguyên. Điểm của chúng ta 5-4. Tuy nhiên sau khi ghi điểm thì Thái Bá Nguyên đã phải thở dốc. Những pha nhảy liên tiếp như chim của cầu thủ mang số 10 khiến cho cầu thủ này mất sức rất nhiều. Một tốt không? Chạm chắn ra ngoài điểm cho Sen Đông 5-5. Bây giờ đang là rất là gay cấn. Tranh nhau từng điểm số, từng điểm số 1 của cầu thủ này. Cầu thủ vẫn chưa lấy sự cuồng nhiệt của các khán giả đến từ thôn Trung Tân. Được một tốt của Mỏ. Thái Nguyên. Đá của lưới chạm lưới của các thủ Sen Đông. Đó là lưới chạm lưới của Sen Đông, đội điểm trung tâm 6-5. À rồi ok. À mình sẽ nhắn cho đội Sen Đông là nếu thắng trận này thì bạn Lâm Văn Minh Đức sẽ ủng hộ cho đội bóng 3 triệu đồng. Hai đội đang giành con tiền đội Sen Đông 6-0. Đội Sen Đông có sự thay đổi rồi. Như vậy là đang không phải rời sân. Đội tuyển Sen Đông cầu thủ thay đổi cầu thủ. 3-1-3-6-3. Mình sẽ nhắn cho ban huấn luyện của đội Sen Đông nha mọi người. Mọ, ứng viên thủ hai của Sen Đông. Xin lỗi. Cơ hội dành cho các thủ thôn Trung Tân. Đó là ba ghi điểm nhân số của Thái Bá Nguyên điểm trung tâm.
dân 7. Cầu thủ mới vào sân thay người. Điểm số dành cho các thủ thôn Trung Tân 7-6. Anh bé lại kêu rồi. Đúng rồi, bây giờ rất là nắng buổi trưa rồi mọi người. Nên là Xuân Tuấn cùng với nhanh. Nhanh bước một tốt của Thái Nguyên. Đặng Quang Minh mở bốn của mỏ. Rất chiến thắng. Ba ghi điểm của mỏ. Điểm Trung Tân 8-7. Dường như 95 là có điểm dành cho các thủ Trung Tân. Một bàn hợp đồng đáng đồng tiền bắt đầu của thôn Trung Tân. Chậm thôi. Còn luật viên mỏ bảo với đồng đội mình là chậm thôi. Đội bóng thôn Trung Tân đã ký với màu hồng là bằng đồng lên tới 33 triệu bảng. Đó là tiền vàng chán của mỏ điểm Trung Tân 9-7. Vừa rồi tiếp tục có điểm dành cho các thủ thôn Trung Tân 9-7. Đúng rồi, đừng để mỏ cáu, đừng để mỏ bực mọi người ơi. Huấn luyện viên mỏ đang chỉ đào các vận động viên trên sân. Đây là Xuân Tuấn. Rất mạnh. Gãy đứt mỏ của Trung Tân và điểm cho Sen Đông. 9-0. 9-0 cho Sen Đông. Bước 1-2 của Thái Nguyên. Mỏ. Đừng để mỏ cáo ra bảo rồi, đừng để mỏ cáo điểm cho Trung Tân 19. Xe lòng đá rất cố gắng để có thể phòng thủ. Những đập như vừa rồi thì dường như là đánh mọi người có nghe mỏ nói gì không? Đánh chậm lại, đánh qua cho anh và đánh thoải mái lên. Đó là câu nói của huấn luyện viên mỏ dành cho các vận động viên, các đồng đội trên sân. Trượng Hoa. Và đúng chắn ra ngoài điểm cho Xe Long 10-10. trong những trận đấu sắp tới với những yêu cầu rất đỉnh cao của giải đấu Việt Nam Thắng Kỳ năm 2024. Trở lại với những diễn biến tiếp theo của trận đấu. Trọng tài đã mắc lỗi chạm lưới. Hai trọng tài đã buộc phải có những người nhất định. Sân Đông 11-0. Đó là quyết định của trọng tài. Trương Hoàng phát bóng. Bước 1 của mỏ. Đặng Quang Minh. Rất mạnh. Đứng chắn ra ngoài điểm cho Trung Tân 12-11. Thái Long Nguyên thì chúng ta có thể thấy là lực đập của cầu thủ này là mạnh như thế nào. Thái Long Nguyên sở hữu một cái body có thể nói là đẹp nhất trải. Đúng rồi, phải truyền cao lên. Chào Khánh Lý, chào tất cả mọi người. Điểm cho Sen Đông 12-12. Bây giờ gần về trưa thì trời ở Quảng Bình rất là nắng.
ở Xen Thủy, Lê Thủy Quảng Bình rất là nắng. Ở cạnh đường quốc lộ 1A nữa thì phải nói là bao bao nắng lắm mọi người ơi. Tốt là của màu hồng. Nguyên ơi. Đó là 30 điểm để biết 4 của Thái Bóng Nguyên điểm cho Trung Tân 13-12. Mọi người đi qua cho em xin một lượt like, một lượt TikTok và một lượt chia sẻ với nhau mọi người. Hát đây, bộ hiệp về. Cả cả vần đồng viên lên sân. Nắng thì cổ động viên cũng không thua kém gì. Trung Tân. Trung Tân đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Trung Tân 14-12. 14-12. Em hãy đứng con. Đây chính là giai đoạn giữa của trận đấu và cực kỳ nhạy cảm. Đội bóng nào tạo được những lợi thế về điểm số ở giai đoạn này? Đây là Xuân Sơn. Điểm cho Xuân Sơn 13. Đúng chân của Xuân Sơn. Ngay cả lúc mà tôi đang ở live stream ở khu vực Giang Giáo vẫn nghe thấy đồng đất. À quên đồng lông. Bước một tốt vào mỏ rồi. Vẫn là biên bốn của Thái Nguyên. Rất mạnh. Điểm cho Trung Tân 15-15. Dạ lắm. 15-13. Đến ra đúng không ạ? À chưa bạn ơi, mình đám lắm ấy. Tâm tư chưa bàn ngồi nhưng mình nhớ không? Mình đang đi quái dài ấy. À đâu rồi ấm. À đâu của Trung Tân. Điểm số tâm chứa mình đang làm á. Hai đội đang ăn miếng và ca miếng. Khoảng cách giữa hai đội là rất mong manh. Đội điểm cho Sen Đông 14-15. Bỏ hông. Đi công. Công việc. Nỗ lực cố gắng là của Trạng Trắng và Trung Quỳ. Điểm cho Trung Tân 16-14. Chầm lại. Mọi người nghe huấn luyện viên mỏ chưa? Chầm lại thôi. Chầm chầm, rên rên nói. Được một tốt rồi. Sẽ là Xuân Vân. Quá hay. Trong sân. Trong sân. Trong sân. Điểm số của Xuân Vân trên đầu. 15-16. 15-16. Trong sân nhưng rất tiếc trọng tài bắt ra ngoài sân. Điểm cho Sen Đông 15-16. Dạ ngày mai sẽ đánh bán kết với chung kết nhé. Ngày mai sẽ đánh bán kết với chung kết nhé mọi người. Dạ Nguyên Ba Đùi, Thái Bóng Nguyên. Bỏ đi mỏ ơi. Bỏ đi, đúng rồi, bỏ đi. Trận đấu lại được tiếp tục. Xuân Xuân phá bóng. Không sao cả, cố lên nào. 15-16. Bước một tốt của Thái Văn Nguyên. Lát tên. Bóng ra ngoài mỏ và điểm cho Sen Đông 16 đây. Sáu đều giữa cái nắng chang chang quần cát nắng trước Quảng Bình rồi nghe không? Sau trận này thì em sẽ gần gần thành lên đầu đội phạt bóng ra ngoài điểm cho Trung Tân 17-16. Dạ bà đuôi là như thế nào? Dạ giải này là ở xã Xen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình mọi người nhá. Đây là giải của xã tổ chức. À, mọi người gọi là Nguyên Ba Đùi đúng không? Thì làm nữa em sẽ xuống phỏng vấn Nguyên. Tại sao mọi người gọi là Nguyên Ba Đùi? Trung Hoa. Rất tiếc nếu không có dây thì đội Trung Tân đã cứu được bóng. Đánh bóng ra ngoài thủ. Điểm cho Xen Đông 17 đều. Bây giờ đang rất là gay cấn mọi người ơi. Từng điểm số 1, từng điểm số và từng điểm số 2. Điều Xen Đông có
lặp lại tình thế giống như hiệp đấu thứ ba hay không? Không. Đúng rồi. Vẫn còn sẽ là ai đây? Cho Sen Đông rồi, Sen Đông là vượt lên trung tâm. Sen Đông bây giờ đang rất là máu rồi. Máu rồi chiều. Tốt của Nguyễn Bá Đùi. Mọ. Đấy rồi, bảo rồi, đừng để mọ cáo. 18 đều. 18 đều. Nói ba đuôi về gắt lò. Chơi chơi là anh ơi, chơi Nguyên đánh sóng dài này, sóng Nguyên sẽ về đi gắt lò nhá. Dạ. Điểm. Điểm A, điểm A cho trung tâm 19-18. Rồi điểm khá may mắn của nó không? Chị đang live trên thân tế chứ chị chưa live trên YouTube nha. Xuân Sơn Đông, chúc chị ngỡ ngàng qua. Vượt 1-2 của Xuân Sơn. Vượt 2 của mỏ được bằng chân, bóng bằng chân xứng đáng được tiền người là... của chúng ta. Đánh bóng ra ngoài, đánh bóng ra ngoài, điểm cho trung tâm 20-18. Nụ cười của mỏ đã nở trở lại rồi mọi người nhá, đừng có để mỏ cáu, và bây giờ nụ cười của mỏ đã nở lại trên đôi môi. Đây 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 đây, mỏ có tất cả cái màn đây, cặp đôi cầu mờ đến từ mảnh đất Nghệ Tĩnh. Đấy. Đúng rồi, quả thủ đặc cúp của mỏ dùng bằng chân. Nụ cười của mỏ đã trở lại rồi. Mình vẫn thích cái view của cái chú mà ngồi trên 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 cái kìa. Nó trên cây ấy. Vừa mát vừa có ở trên này là mát nhất, vừa là im nhất thôi. Mát vừa là im. Và chúng ta quay lại với hiệp đấu thứ tư, trận đất cái kết thứ hai. Tốt. Bước một tốt của Xuân Dũng. Chúng ta chúng ta chẳng ra ngoài và điểm cho Sen Đông 19-20. 19-20. Các cổ động viên nhí của Sen Đông ngồi trở nắng nhưng mà cổ vũ rất là nhiệt tình. Mỏ Nguyên ơi, Nguyên ơi. Cảm động tốt của Sen Đông có 20 đi. Kịch tính ở hiệp đấu thứ tư rồi mọi người ơi. Liệu có bước vào trận đấu thứ năm hay không? Trời rất là nắng. Giải này ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Giải của xã thôi mọi người, chứ không phải là giải của huyện đâu. Giải xã. Vẫn còn, vẫn là cứu bằng chân của mỏ. Qua bóng an toàn của mỏ rồi. Sẽ là Xuân Dũng. Cố lên nào, bà bà xong không ạ? Điểm cho trung tâm 21-20. Đừng để mỏ cáu anh em ơi, đừng để mỏ cáu. Mỏ qua em Thái Nguyên cố lên. Cảm ơn anh ạ, anh Duân rất là nhiều. Chào lựa Quảng Bình. Trận đấu này rất là hay. Hiệp thứ 3 và hiệp thứ 4 này thì Sen Đông đã lấy lại được tinh thần. Nguyễn ơi, chẳng ra ngoài và nhận cho trung tâm 22-21. Người đá bóng bình thường sau cùng cô chú dân đó là Mẫu Minh. Vẫn là Xuân Dũng.
luôn. Rất khéo léo và số gần điểm sẽ đồng 22 đều. Trời ơi. Còn hiệp đấu rất là hay. Từ hiệp đấu thứ 3, hiệp đấu thứ 4 thì đội Sen Đông đã lấy lại được tinh thần và chiến đấu rất là tốt. Thái Bá Nguyên rất bền. Thái Bá Nguyên đó là pha ghi điểm để biên 4 của Nguyên Ba Rùi, điểm cho Trung Tâm 23-22. Nguyên đang chứng tỏ mình là một xã thủ ở bầu trời khi anh có những hòa ná bất ngờ ở trên cố lên nào trời rơi xuống ơi một tốt rồi mà là Xuân Gần đánh bóng ra ngoài, điểm cho Trung Tâm 24-22. Chỉ còn một điểm nữa thôi thì Trung Tâm sẽ giành chiến thắng. Liệu Sen Đông có lần này tinh thế hay không? Đúng một tốt Xuân Thuận. Đây là 3 điểm từ biên tổ thứ 2 của Xuân Thuận. 23-24. Rất là hay, trận đấu rất là hay, rất là kịch tính. Cơ hội là rất lớn cho Trung Tâm. Trung Tâm chỉ còn một điểm nữa thôi. Có làm lên, có làm lên. Đúng rồi, xong trận đấy là nghỉ mọi người nhá. Ngày mai thì sẽ đánh bán kết và chung kết nha mọi người. Hẹn mọi người vào trận thứ 2, trận tứ kết vào chiều hôm nay. Và em xin xuống like, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.